Bộ Công Thương cho biết 6 tháng đầu năm, sản xuất cá tra chưa có dấu hiệu phục hồi, hàng loạt các khó khăn như thị trường tiêu thụ bấp bênh, giá cả không ổn định, dịch bệnh thường xuyên xảy ra đã làm cho diện tích nuôi cá tra có xu hướng giảm. Tuy nhiên, về xuất khẩu, theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, tính đến hết tháng 5, tổng giá trị xuất khẩu cá tra đạt trên 650 triệu đô la Mỹ, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, cá tra Việt Nam vào thị trường Mỹ đạt 152 triệu đô la Mỹ, chiếm 23,4% tổng xuất khẩu, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2015. Mặc dù số lượng doanh nghiệp tham gia xuất khẩu sang thị trường này ít, nhưng giá trị xuất khẩu cao nhất trong top 10 thị trường hàng đầu của cá tra Việt Nam.